Cốc Rế là một xã vùng cao cách trung tâm huyện Lị Xí Mần 15 km về phía đông. Xã có 9 thôn bản, gồm 2 dân tộc Mông và Giao với 416 hộ và 2.031 nhân khẩu. Là một xã khó khăn của huyện, giao thông liên thôn bản đi lại còn khó khăn, kinh tế chậm phát triển, hiện xã còn 50 trên 416 hộ nghèo, trình độ dân trí thấp. Qua 4 năm triển khai tổ chức thực hiện, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xã đã thường xuyên đưa các nội dung, các bước của cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được toàn dân hưởng ứng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở được quan tâm. Đảng bộ và nhân dân các dòng xã Cốc Rế là một trong những đảng bộ đứng đầu trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ những cái việc làm cụ thể thì cái đảng bộ đã xây dựng được các chuẩn mực đạo đức và các cái kế hoạch để tổ chức thực hiện sát từng cái đối tượng, đặc biệt là đối với cán bộ cơ sở từ thôn bản, bí thư chi bộ và tới nhân dân, làm tốt cái công tác tuyên truyền tới toàn bộ nhân dân để nhân dân hưởng ứng và tham gia cái cuộc vận động này. Trong những năm qua, việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đạt được một số kết quả tích cực. Đó là xã đã tổ chức triển khai thực hiện mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nếp, nàng hương, nuôi ong thùng cải tiến, mô hình nuôi lợn, trâu bò, dê, 100% thôn bản đã có đường giao thông nông thôn, 50% số thôn có đường giao thông nông thôn, trong đó có 2 thôn có đường giao thông liên thôn, hệ thống điện, đường, trường, trạm. Ngày càng khang trang hơn, tuyến đường ô tô từ xã về trung tâm huyện Lị đã được đầu tư nâng cấp. Đảng bộ xã Cốc Rế xác nhận, trước hết là về con người. Thì đối với cán bộ thì chúng tôi đã triển khai là một cách rất nghiêm túc, mà trước hết là phải thay đổi cái phong cách lề lối làm việc, và trong công tác trong làm việc thì có sự nghiên cứu chú đáo và thường xuyên xuống thôn bản để nghiên cứu và truyền đạt cho nhân dân những cái kiến thức, những cái hay, cái đẹp, những cái mà phát triển được cho nhân dân. Thì theo như bác thì là những cái gì có lợi nhất cho dân thì hết sức làm, những cái gì mà có hại cho dân thì hết sức tránh. Mà trên cơ sở ban chỉ đạo của xã, chúng tôi đã thực hiện những cái điều đó. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân xã Cốc Rế được vinh dự báo cáo điển hình tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang năm 2010.